có hai phương pháp tập thể thao. Thì thứ nhất đó là mình tập cardio, là mình tập cho tăng nhịp tim. Và thứ hai đó là mình tập cho body strengthening. Tập tăng nhịp tim thì nó giúp cho mình burn calories, mất đi calories này. Tập cho mình đó, tăng nhịp tim thì nó sẽ rất là tốt về lâu về dài, đúng không? Rồi đó, nó sẽ giúp cho mình tiêu hao đi những cái tế bào mỡ. Thì khi mà mình tập là những cái phản ứng đó xảy ra liền. Còn nếu như mình tập body strengthening là những cái bộ môn mà chẳng hạn như là nhảy hả, nhảy lên nhảy xuống, các bạn bên qua YouTube của Ni thì Ni nhảy rất là nhiều, nhảy này rồi đẩy, nhiều khi bỏ đồ, bỏ bao cát hay gì ở trên sàn đấy, rồi mình đẩy mình chạy này, rồi mình nhảy kiểu con ếch này, rồi đó mình bò kiểu con gấu này, cho bicep và tricep. Ở bicep hết thì đôi khi Ni tập cỡ là 3-5 pounds, rất là vừa phải, không quá. Nhưng mà đi tập nhiều thế, ví dụ như là đi tập như thế này, đúng không? Đi lại lên như thế này, đấy, thì là cái cơ này, rồi như khi mình nằm ngửa, mình đẩy nó lên, đó. Thì tất cả các cơ nó đều hoạt động. Cái phương pháp đấy thì nó giúp cho mình tất cả những cái yếu tố trên, là vừa tiêu hao tế bào mỡ này, vừa giúp cho tim của mình khỏe này, vừa tăng nhịp tim, và vừa làm cho mình đó là tiêu hao được năng lượng. Nhưng mà quan trọng là sau khi mình tập xong, mình về nhà thì cơ thể của mình vẫn cứ tiếp tục tiêu hao những cái tế bào mỡ không cần thiết. Và đến một cái độ tuổi nào đó, chỉ cần mình ăn uống thôi mà mình không có tập luyện nữa, các bạn, tự động những cái tế bào mỡ nó cứ tích tụ vào bụng này, hông này, đùi này. Cho nên luôn luôn phải cần có thể thao trong đời sống nhé. Thì giữa hai phương pháp đấy, cái phương pháp mà mình tập bằng body strengthening thì nó sẽ có cái hiệu quả tốt hơn.